Hey, hello, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt trên channel của Kid nha. Các bạn ơi, trong video ngày hôm nay đó, mình lại tiếp tục có 4 cái bản đồ nhà mới cho các bạn nè. Thì trước khi mà vào vấn đề chính đó, thì các bạn cho mình hỏi một câu là những bạn nào đã sử dụng qua những cái bản đồ nhạy ở cái video lần trước của mình rồi, thì các bạn cho mình hỏi một cái câu là các bạn sử dụng đồ nhạy đó cảm thấy có phù hợp hay không, và các bạn gặp vấn đề gì đối với cái bản đồ nhạy của mình, thì hãy comment là cái những ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới cho mình biết nha. Rồi ok, và cái phần con máy đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn á là con iPhone 6s nè. Thì con máy này màn hình nó là 4.7 inch nha các bạn. Và nhìn xung quanh á, mình để là 85 nè, Red Dot Sight là 100 nè. Ống ngắm 2x là 100. Ống ngắm 4x á, mình để là 82 nha. Còn nút bắn á, thì mình để là 63 nha các bạn. Thì chỉ số này khá là giống với lại cái chỉ số của con máy iPhone 7 lần trước mình test cho các bạn ở trong cái video lần trước đó. Mình nhận thấy là những cái con máy nào có màn hình gần bằng nhau đó, bằng nhau thì nó sẽ cho ra những chỉ số khá là tương đồng với nhau các bạn ạ. Ok, chuyển sang con máy thứ hai là con iPhone 7 Plus nè. Thì con máy này màn hình là 5.5 inch nha. Nhìn xung quanh á, mình để là 100 các bạn. Red Dot Sight thì mình để là 93 nè. Ống ngắm 2x á, thì mình để là 85 nha. Ống ngắm 4x thì mình để là 75 nè. Và nút bắn mình để là 55 nha. Trong video lần trước mình cũng đã show cho bạn một cái độ nhạy về iPhone 7 Plus rồi. Thì mình có test qua một cái độ nhạy mới các bạn ạ. Mình cảm thấy cái độ nhạy này nó kéo tâm cũng khá là ok luôn. Cho nên là những bạn nào đã sử dụng cái bản độ nhạy của con iPhone 7 Plus ở trong video lần trước rồi mà kéo tâm chưa được á, thì các bạn có thể test thử cái độ nhạy lần này của mình nhé. Rồi tiếp theo mình có con Xiaomi Redmi Note 7 nè. Mình thấy rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm con máy này luôn. Nên là mình đã mượn được cái con máy này vào test cho các bạn đó. Cái kích cỡ màn hình á, là 63 inch nha các bạn. Và nhìn qua mình để là 90 nè. Red Dot Sight là 92 nè. Ống ngắm 2x là mình để là 90 nha. Và ống ngắm 4x thì mình để là 75 nha các bạn. Nút bắn thì mình để là 55 nha. Ok, chuyển sang con máy thứ tư là một con iPhone 8 Plus nha. Màn hình là 5.5 inch nha các bạn. Và nhìn xung quanh mình để là 98 nè. Red Dot Sight thì kích để là 93 nè. Ống ngắm 2x là 85 nha. Ống ngắm 4x thì mình để là 75 nè. Và nút bắn vẫn để là 55 nha các bạn. Ok, thì đó là 4 cái con máy mà mình chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và mình sẽ cố gắng mượn thêm những con máy khác nữa để về test cho các bạn nè. Và cuối cùng thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn hai cái bảng cài đặt nút bắn nha. Vị trí nút bắn bên tay phải đó, thì những con máy nào có màn hình mà nhỏ dưới 5 inch thì các bạn hãy để cái nút bắn thấp xuống đáy cho mình nha, sát đáy luôn, càng sát đáy càng tốt. Bởi vì khi mà để sát đáy thì các bạn sẽ có khoảng trống để mà kéo tâm nha. Còn để cao quá thì các bạn sẽ không có khoảng trống để mà kéo tâm đâu. Và đối với con máy có màn hình to á, là từ 5.5 inch trở lên nè, thì các bạn có thể để cái nút bắn của mình cao lên một tí cũng được nha. Thì để giống như trong hình của mình, hoặc là để thấp hơn một tí cũng được nha. Ok, thì đó là tất cả những thông tin của video ngày hôm nay. Và hãy giúp mình bằng cách là like video nè các bạn, chia sẻ video này cũng như đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Ok, bye bye anh em, và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nha.